9 năm liền dẫn đầu là chính quyền sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng mà biên chế của chúng ta lại vẫn cứ tăng và tăng vượt so với biên chế cho phép. Vấn đề này báo cáo với các vị đồng chí buộc chúng ta phải làm, không thể nói dài hơn. Gánh nặng ngân sách là một chuyện, nhưng hậu quả của cái biên chế và cái tổ chức bộ máy không hợp lý nó sẽ dẫn tới cái thái độ làm việc, cái hiệu quả và đem lại cái lợi ích phục vụ cho nhân dân là sẽ bị ảnh hưởng, sẽ rất thấp. Cảnh cáo đồng chí Thơ thì là ủy ban kiểm tra trung ương, nhưng chức danh chủ tịch thì lại thuộc thẩm quyền của chính phủ. Vừa rồi thì chính phủ đưa ra cái hình thức kỷ luật cảnh cáo, bước tiếp theo như thế nào thì còn tùy thuộc vào uy tín và những sai phạm của đồng chí. Đồng chí Thơ có đủ để cách chức hay không, có đủ uy tín để làm được hay không, thì báo cáo với quý vị cử tri là chúng ta cũng đang có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải làm. Trước hết là phải tiếp tục ổn định tình hình kinh tế xã hội, và Đà Nẵng không được phép đứng lại, không được phép đứng lại, phải tiếp tục ổn định để phát triển. Thứ hai, tôi xin báo cáo với quý vị đại biểu là trong kết luận của ủy ban kiểm tra có những cái sai phạm của 9 cái dự án và 34 cái nhà, cái công sản. Và vừa rồi quý vị đại biểu có nhắc tới, thì hiện nay Bộ Công an đang điều tra. Thứ hai là thanh tra chính phủ trong tuần trước công bố hai quyết định đối với hai đoàn thanh tra của chính phủ, là một là dự án Đa Phước, hai là các dự án trên sân trại. Và đến cái này là cũng được công khai rồi chứ không có dấu gì cả,